Chào mừng các bạn đến với kênh Ken Ken TV Quang Thanh nhá. Thì hôm nay là nhà anh Dã có ra chợ, hôm nay ngoài chợ hôm nay vẫn bán. Thì anh có mua về làm món hôm qua thèm quá, bún đậu mắm tôm. Thì đây là con bún lá này, bún lá thì miếng một đấy. Và đây là rau thơm ăn kèm có lá mùi này, lá kinh giới này, hai mới rồi. Chanh, ớt, tỏi và không thể thiếu món mắm tôm này. Và thịt ba chỉ này và phần đậu nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm từng bước một cho các bạn xem nhé. Đây, già rồi, nó già rồi nhá, thì mình sẽ là đặt lại. Để tùy theo có người thích ăn non non, mình thì già già bằng vàng và nó giòn. Lấy chấm tôm đi đã. Làm chưa? Giận quá. Hôm nay còn ở ngoài Hà Nội còn mưa rét. Ăn cái món mắm tôm này mệt nghèo. Hôm qua nó thèm đêm qua rồi. Già mặt bên này nữa là xong. Đây, mình đã hoàn thành xong một bữa bún đậu mắm tôm nhá. Đây, mình giới thiệu trọng một chút nữa. Đây có món thịt lợn này, thịt ba chỉ này. Còn đây là đậu này, đậu rán này, rán vàng ươm luôn, rất là ngon. Còn đây không thể thiếu bún này. Còn đây là mắm tôm nhá, mắm tôm mình đã pha rồi. Và rau thơm ăn kèm, kèm theo là dưa chuột nhá. Bún đậu mắm tôm tại già rất đơn giản thôi. Xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Mời mọi người ăn cơm cùng ăn với hai chưa vợ nhá, ăn bún đậu mắm tôm. Cùng với hai vợ chồng nhá. Rất là ngon đấy. Hôm qua nó nhìn lướt trên mạng nó thấy có, nhìn thèm rất là thèm luôn. Miếng bún lá. Thèm là thèm với mắm tôm. Đã. Mình rất là nghiện mắm tôm. Trước anh chồng mình không ăn được nhưng do người ăn đã. Ăn mắm tôm thì phải chấm ngập. Ăn đã. Pha lọng. Chấm ngập, ăn với rau kinh giới, chuẩn bị luôn nhé. Nghe mọi người thế nào? Hôm nay có khỏe không? Nói chung là đợt này mọi người ăn nhiều tăng đề kháng để chống chọi. Ở nhà cứ ăn để lên cân. Ở nhà tránh dịch nhưng chỉ có nghĩ các món ăn thôi. Đã quá. Dư chuột. Mắm tôm á, không không đúng chả vị nhau với. Mưa chết mà có món này ngon. Chưa các chị em văn phòng hay rủ nhau ăn món này đúng không ạ? Thịt chân giò sái ăn chấm ăn cực đã luôn. Ở ngoài quán thì họ có thể có thêm là nem này, rồi chả cốm này. Mình ở nhà ăn thì đơn giản thích cái gì ăn là mình làm thôi. Nay ra mua nhưng mà nhà lại không bán. Chả lụa. Chả quế. Ăn cái này chỉ cần rau kinh giới. Kinh giới không mùi. Ăn kèm. Đúng vị. Mắm tôm này rất là ngon. Mắm tôm này mình cũng trưng lên ăn đảm bảo và ngon.
đậu rán này, vàng ươm rất là ngon. Mắm tôm mua về nhớ chưng nên ăn cho đảm bảo. Đôi khi ăn những người là bụng nó yếu ấy, sợ bị đau bụng. Buổi trưa trưa mình cũng hay đi ăn món này. Miếng thịt hơi dai. Đậu tự nhà làm rán vàng ươm. Ngon quá. Chấm với mắm tôm, chấm đặc ăn đã. Ăn kèm với rau mới đã. Là kinh giới ăn thơm. Nhiều người không ăn được mắm tôm, thấy tiếc. Ăn món này rất là ngon. Khổ ghê, ngồi với người ăn chay trái ạ. Rất là vướng. Đến giờ là gen, giờ bạn Quang Thanh giống cũng giống bố. Cũng ăn tay trái. Mà chuyển chỗ. Làm lúc nào làm tay trái. Chuyển chỗ ngồi hợp vớ. Trời Hà Nội mấy hôm nay mưa. Ngoài chợ những cái thực phẩm thiết yếu người ta vẫn bán rồi. Rau củ quả, thịt, cá, đậu. Không có. Bán bình thường. Hai vợ chồng làm mâm bún đậu. Từ bây giờ thì hai vợ chồng có ăn cơm nó phải quay cho các bạn xem. Còn món dân dã. Có món dân dã nào mời các bạn ăn cùng với hai vợ chồng. Các bạn có muốn mình món gì comment ở bên dưới nhé. Ngồi với người tay trái. Chọn ngồi với người tay trái này để sợ mình gấp nhiều hơn. Đôi khi mà đối tác mà gấp nhiều hơn thì mình cứ khỏe tay gái này. Tranh miếng ngon của mình. No đấy. Ăn thèm, ăn được ít vậy hơn, no.
Thèm quá mẹ ăn. Dám ăn ngay. Thèm mà thèm cái hương vị của mắm tôm. Đôi khi là cứ đổi món ăn đã. Anh xã giờ nghiện mắm tôm trước ăn mới đâu. Chấm thì chấm ngập. Chấm ngập mắm tôm mà đã. Thích ăn mắm tôm mà chấm vừa chứ không chấm ngập. Nhiều khi mình cho ớt không cay. Nè hơi ít ớt. Chấm vừa đủ cay đấy. Cay rồi. Cay. Cay lắm. Ăn nữa rồi. Nha. Chào các bạn, các bạn đi ăn cơm. Video đây hai vợ chồng à. Ăn cơm xong rồi. Các bạn mà thích video này nhá, nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình nhá. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn nha.